chào quý vị các bạn. Hôm nay nguồn máy chúng con xin giới thiệu quý vị sản phẩm máy thông tắc cống chuyên nghiệp với mã hiệu là Q80-1000. Máy này sử dụng động cơ 550W với thiết kế mà sử dụng chuyên nghiệp. Máy này có thể sử dụng thông đường ống cống kích cỡ 100mm. Máy này thì nó phụ kiện đi kèm theo, nó gồm có 6 cái đầu nắp ở cống, một cái thiết bị mà dùng để thông cống những cái đường ống mà kích thước nhỏ với quật lò xo 8mm. Đây là một quật dây lò xo dài đi kèm theo máy thì dài 12m, 4 đoạn, mỗi đoạn là 3m. Sử dụng những cái đường cống kích thước lớn hơn đến 100mm. Thì máy này với thiết kế cũng tương tự như loại máy khác, đều sử dụng lắp cái bộ phận và lò xo nó cũng nhỏ đây. Sau đó thì bạn nhấc chốt lên, nhấc chốt lên. Chú ý là bạn khi bạn lắp lò xo thì bạn kéo dài một chút để bạn kéo dài khoảng như vậy. Máy này trước khi bạn lắp thì bạn phải tháo chốt ra. Rất chắc chắn thì bạn nắm phải động máy và dùng máy để cống thông thường, các bạn kéo chốt ở bên này, đây đây, bạn bật nó xong. Bạn có thể kéo lại với loại dây đường kính 16mm thì bạn cũng làm như vậy, rồi lắp điện cho bạn một. Quay một chiều này, rồi bạn cắm vào đây. Tôi hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng các loại lò xo thông cống đường kính 16. Thì khi các bạn lắp là chú ý là cái đầu phải có cái phần mà lò xo có cái ô chốt này quay ra phía này. Bạn chắc chắn là khi bạn tháo thì cái phần mà chốt khóa lò xo này bạn nhấc lên xoay đúng một hướng. Còn nếu mà nó dập xuống như này thì bạn không thể kéo được cái lò xo mà nó khóa lò xo cứng này. Cái đầu nào bất kỳ cho mày, bạn lắp cái đầu này, bạn lắp cái đầu này, bạn chốt lại xuống, chốt lại xuống, chốt lại xuống, này bạn phải lắp cái bạn chú ý là khi bạn lắp vào thì bạn phải chắc chắn rằng là cái chốt này nó đã nằm trong cái ti này và không thể kéo ra cho dọc được. Thế chú ý là bạn lắp không chặt được, ngoài giữa đường ống này đã kẹt ở trong thì sẽ rất là mất công mà phải phá đường ống. Phần lò xo là bạn sẽ xuôi ra. Tắt đi bạn rút lại, và chú ý là rút thì bạn không phải tháo đầu ra, bạn rút được ra. Khi nào bạn muốn thay lò xo, nối tiếp lò xo thì bạn khóa cái chốt này lại, để tránh lò xo nó tụt ra, bạn phải khóa chốt này lại. Lò xo chưa chắc được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video.